Ủa chị là? Dạ em là bà xã Phước. Ủa bà xã Phước hả? Dạ. Ồ. Trời hôm bữa hẹn tính quay cái mùa 1 luôn rồi nhưng mà trời có cái bảng nè, nãy thấy không? Điểm du lịch Phước Bến Tre nè. Làm sao cái điểm nhỏ xíu cái giật cái nghỉ luôn. Trời ơi ghê, điểm du lịch luôn. Giao lưu đờn ca tài tử tối thứ ba hàng tuần hả? Vô hẻm 100m. Ủa đây là quận gì ta? Quyện gì ta? Xã gì? Xã Quế Sơn. Xã Quế Sơn hả? Xã Quế Sơn, huyện Châu Thành hả? Dạ kính thưa quý vị các bạn, nay mình đi về có một chuyến đi Bến Tre. Không cần thấy đâu. Có một chuyến đi Bến Tre cho nên là tranh thủ ghé thăm nhà anh Phước Bến Tre, tại vì hôm trước thì cũng rất nhiều bạn cũng có nói với Coloman là tranh thủ làm giúp cho anh Phước một cái tập suy diễn cuộc đời, anh Phước giỏi lắm. Thì thật ra mình cũng đã liên hệ trước đó rồi, lẽ ra là cái tập cuối cùng là của mùa 1 là anh Phước đó, nhưng mà cũng là nó cũng là cái duyên thôi. Duyên số sao mà mình gặp hai cha con anh Thanh với bé Tiên trở lại, cho nên là cái tập cuối cùng là khép lại mùa 1 là tập của hai cha con anh Thanh và bé Tiên. Hôm nay có dịp về Bến Tre mình cũng ta tranh thủ ghé, mình ghé thăm anh, mình cũng để quay giới thiệu với các bạn là chắc chắn là mùa 2 chắc chắn là anh Phước sẽ xuất hiện. Còn tập mấy thì Coloman cũng chưa biết. Đi lùi coi chừng lọt mương lắm ơi. Dừng lại. À, hôm nay đi đội hình rất gọn nhẹ, có mình Coloman rồi xong rồi có anh Sơn với bà xã rồi với lại một quay phim, anh em tranh thủ thôi. Đường về quê đúng là đường làng, đường quê đẹp dễ thương quá bà con ha. Có là cắn anh em nào Bến Tre không, xem video này comment vô nhiều cho comment vui nha. Rồi dễ thương không, làm nhà kìa. Trời anh làm cái nhà nhỏ xinh xinh dễ thương ghê không. Đừng đi lùi em ơi, mình đi kia. Mình đi lùi lọt mương chắc luôn á. Rồi, đường vô thơ mộng như chưa. Rồi. Gì? Đứng ai nổi tiếng? Trời ơi, Phước mới nổi tiếng, anh nổi tiếng gì? Trời ơi. Em coi chừng trẻ. Ôi, coi chừng trẻ. Anh. Em khỏe không? Dạ em khỏe anh. Em khỏe hả? Trời vẫn ơi. Bình thường. Trời, hôm nay này là duyên, đáng lẽ duyên mùa 1 mà giờ mùa 2 mới làm. Sao không có cái mùa nào hết trơn, anh em gặp nhau là duyên thôi. Chưa gặp là chưa có duyên. Chưa gặp là chưa có duyên đúng không? Dạ, gặp. Sao trên hình thấy bự con quá, ở ngoài nhìn nhỏ hơn con anh nữa vậy? Nhiều khi bự chứ, khi tại bơm nó bự á. Bơm. Rồi. Rồi em. Nay đi mấy người? À đi hôm nay đi ít lắm, đi có mấy anh tranh thủ. Dạ. Cho cái mấy anh em bên cái công ty phát sảnh đi chơi xong mình ghé. Ủa nhà mình luôn hả? Nhà mình luôn á. Ồ. Ừ. Cái này là không, chỗ em ở là chỗ khác. À. Còn cái này là chỗ em cố lì. Cố lì là sao? Có nghĩa là ban ngày cố lì đây. À đây cho anh gắn cái micro chút xíu nha. Để cho khán giả nghe giọng của Phước rõ dạ. Hơn. Trời ơi. Dạ. Ừ. Tóc em chưa có làm, cái đầu sụ sụ. Mái tóc này là cũng là mái tóc huyền thoại luôn á. Mái tóc này lạ mà, em không có đẹp, em độc lạ. Kìa, đó chồng nó vợ cười. À, vậy đó. Ừ, vậy làm ơn đưa cho mình đứa kia bạn. Đâu vậy? Ừ. Ừ. Trời ơi. Bạn đã lỡ hồi ai gọi sao nghe. Hai vợ chồng được mấy cháu rồi? Đây, đứa trai đứa gái nè. Đây, hai đứa trai đứa gái. Anh sinh 69 phải không? Anh sinh 69. Anh Kỷ Dậu đúng không? Đúng. Em Tân Dậu. Em Tân Dậu là em 81. Đúng không? Ừ. Rồi.
Còn anh Đinh Dậu nữa kìa. Ơi. Đinh Dậu đang đứng, đang camera hành trình đứng phía trước kìa. Anh Sơn. Anh Sơn ha. Ừ, có nghe anh Sơn không? Lâu lâu nghe nghe nói anh Sơn. Đúng rồi, Sơn, đúng, không? Đúng rồi, nghe chứ không biết. 1957. Ừ. Hôm nay có bà xã anh nữa kìa, bà xã anh ngồi bên kia. Dạ. Bà xã anh đẹp quá. Hả? Qua đây chơi, qua đây ngồi chơi làm. Tự nhiên đi mấy anh chị ơi, một hồi nữa mấy anh em mình dùng bữa cơm gia đình với em nha. À, thôi tới thăm em thôi. Không, tới thăm, tới thăm, tới thăm. Không có thăm cũng phải ăn miếng mới về chứ. Ờ, mới ăn tức thì luôn nè. Thì mới ăn cơm cơm tấm gì 10 bánh tre xong nè. Thì chiều hồi nó cũng đói à, đừng lo. Không lẽ anh tới chơi, anh đi về liền. Ngồi chơi uống nước thôi, ngồi chơi uống nước. Chịu nghe không? Nghe em ca về bạn về được rồi. Ờ. À, đúng rồi đó, đây. Đúng rồi, uống nước đi. Ăn hoài riết mệt ăn quá. Ăn hoài cũng đuối ha. Ăn hoài cũng đuối. Đây lấy nước cho. Em mới tự tay chăm trà mời mấy anh mà. Ồ, sinh năm 81 tôi ăn gà luôn hay quá. Ừ, trời ơi, tôi nói cái số mà giờ rồi, anh thì bây giờ anh kêu 68 thì không được. Anh cũng nằm trong 28 mà 28 cứng. Em 28 cũng không ngon. Có thằng cái đứa em nó tên Quý Dậu kìa, nó mới là 28 dữ á. Trời ơi, sinh năm 93 đúng không? Quý Dậu đó. Nóng, nóng, nóng. Rồi, cảm ơn anh. Đây, anh Sơn, ly trà. Dễ thương quá. Trời, coi TV không à, thấy, dạ. Chỉ thấy em qua màn ảnh không á. Bữa nay mới gặp ngoài đời. Cái duyên. Cái duyên. Đối với em đó là, ví dụ như khi nào mấy anh em mình gặp là cái duyên. Đúng rồi. Em thì quê ở Chợ Lách. Quê Chợ Lách, vậy là cùng quê với Khương Dừa. Hình như là em, không, theo em biết là em bà con với Khương Dừa. Có không? Đầu ông trời. Đầu ông trời. Khương Dừa, quê Chợ Lách là quê, Chợ Lách là quê Khương Dừa luôn. Khương Dừa quê Hoàng Nghĩa phải không? Ừ, mà Khương nó cũng nói, Khương nó cũng nói anh hoài luôn. Nói anh ơi, anh làm cho anh Phước một tập đi. Anh Phước, nói chung anh Phước hay lắm. Không có hay mà... gì đâu. So ra em thấy, em có xem mấy cái mùa mà nhất là đặc biệt là cặp của Phú Cường với lại anh Thanh Điền á. Thì em thấy trời đất ơi, mình còn phải học hỏi mấy ông đó nhiều lắm. Phú Cường, Thanh Điền á. Không, mỗi người dễ thương kiểu. Không, em thấy ai cũng dễ thương á, còn mình thì chưa đâu. Mình hình như mình luyện chưa tới. Không, nói chung là thì thật sự cái này mình đâu có nói mình là cái sâu diễn cuộc đời thì đâu có phải là những người mà gọi là giờ chuyên nghiệp hàng lâm đâu. Anh hồi trước khi anh xuống đây thì anh có theo dõi tên cái kênh của em không, là có theo dõi cái mai lá này không? Có. À, hôm qua thì bé Vinh có gọi em mới nói là Vinh bữa nay đi. Dạ. À, bữa nay anh Vinh nó có đi không? Thì bữa nó gửi kết bạn cho em nói, ủa này người nước ngoài hay người Việt vậy trời? Để cho đọc vậy đâu biết. Hồi cái nó nhắn tin lên Messenger, nó nói em nè, cái nó gửi cho em cái show diễn cuộc đời, nó giờ gửi cho em một cái video show diễn cuộc đời là ủa, của mà liên lạc em sao được hay vậy? Chắc nó coi trên Facebook, trên YouTube Facebook được luôn. Dạ. Ủa, sao rồi liên lạc em, gửi em luôn, em nghe được bình thường. Ủa. Em khoan để em cho nó mở, nó nói lên, nói lên à, cái điểm này là cái điểm nói này là của người ta, mình ấy hả? Điểm này của em. À. Dạ. Messenger nè. À, nghe em đang nghe em đang nói chuyện với Tài Bến Tre. Em chưa thoát ra nữa nè. Đang nói chuyện với Tài Bến Tre hả? Tài Bến Tre là ai? Bạn. Bạn. Cũng hiếm thị luôn. Không. Không hả? Cứ tật. Khuyết tật cái chân. Nói cho rõ. Hồi không tật cái chân không. Khuyết tật chứ không có kiếm thị. Không. Khuyết tật cái chân. À, giờ không lẽ mình nói khiếm chân. Vui vui. À, em khá vui. Mi bé Vinh là nó có cái biệt danh là Miri. Dạ, nó có để trong cái bé là trợ lý sản xuất của anh á. Dạ thì bé nó hay đi liên hệ nhân vật. Rồi xong nó chăm lo cho nhân vật. Đó, mấy anh toàn là mà nó chăm, bé này nó có duyên lo cho mấy, chăm lo cho mấy anh khiếm thị mà nó cười lắm. Trời ơi, mỗi lần mà ở tụi anh hay ghẹo nó là trưởng ban chăn dắt á. Tức là mấy anh mà mỗi lần mà có tổ chức cái sự kiện cái là nó anh... nói vậy nè, nó nè, ví dụ như nè, nó nói chuyện phải không? Và thí dụ bây giờ là cái màn hình nó không có chạy.
Nhưng mà thí dụ em muốn vô YouTube đi. Này Facebook nè. Facebook đi, vô Facebook nè. Vô. Nghe không? Vô Facebook. À nó có phần mềm vậy hả? Mới tới nghe tiếng. Và tới Market Play tăng cá nhân, thông báo, vô thông báo. À tiếng nói đúng không? Qua giọng nói. Qua giọng nói. Chứ màn hình nó không có chạy. Cho nên tụi em xài mấy ông mà xài cảm ứng mấy ông nó mày quẹt riết banh màn hình luôn á. Sao chụp hình gì? Ủa cái vụ này cái vụ gì vậy? Khoan. Để chân dung rồi nó chụp cho nó đẹp. Ây dạ. Bạn gắn thẻ mình cái gì vậy? Để gọi cho Miri, để gọi cho Miri. Chia sẻ luôn. Khoan. Để anh gọi cho Miri, gọi video phone cho Miri. Chia sẻ luôn. Ô là la, rồi Miri. Chia sẻ liền. Nhấn thích trước đi. Chia sẻ luôn. Chia sẻ nguyên gốc luôn. Nguyên gốc luôn. Bon. Rồi, để hồi xem này sao. Đóng luôn. Gọi Miri chưa được. Đây. Messenger hả? Gọi FaceTime. Video luôn hả? Gọi video luôn cho thấy anh Phước cho vui. Chắc tí nó gọi lại. Anh gọi nè. Làm em chỉ đường gì mà bây giờ này anh tụi anh đúng không rồi. Tới được. Đúng rồi. Kiếm chưa ra. Cái lạc đặt nó gọi nên nó quay qua nó cự em. Cái hàng mấy anh em mình cự vòng tròn. Rồi để lại đi em cho. Dạ. Ôi hôm nay anh ở hai vợ chồng không có cháu nào hết. Dạ. Thôi vậy cho, vậy cho nó vui anh ơi. Vậy cho nó vui. Ừ. Mà hay. Anh Caramel là sinh 69 em. Em nhớ hôm nay coi á. Em coi anh. Chắc chắn là bà xã tên gì vậy? Bà xã em tên là Hằng, Như Hằng. Như Hằng. Em là gì Phước? Em là tên đầy đủ là gì Phước? Em là Nguyễn Hoàng Phước. À Nguyễn Hoàng Phước. Dạ. Ồ. Nguyễn Hoàng Phước. Bà xã Như Hằng cho hai vợ chồng dễ thương quá. Bà xã Như Hằng mà tên trong ấy là Nhật Hà đó. Trong ấy là trong gì? Trong tên giấy á. Nhật Hà, em tên là Nguyễn Hoàng Phước. Em ở ngoài có cái tên là đôi. Tên thật là ai gọi vậy? Nguyễn Nhật Hà. Nhưng mà tại sao lấy tên là Phương Hằng? Trời ơi, Như Hằng. Như Hằng là người hồi xưa đặt tên ở nhà thường gọi mà. À. Em nghe anh Tài. Nghe cái giọng em chắc hát cũng hay lắm á. Hát yếu xìu hả? À. Rồi gặp Phước làm sao? Trời ơi, lúc này lành loạn đảng rồi anh Tài ơi. À. Ca cổ rồi em đi cuối cùng gặp. Em làm xí nghiệp mai hả? Dạ, hồi xưa mai á. Xét đánh thiệt đó. Ừ. Ừ. À, cái lúc nó đang nói chuyện với ảnh, hai đứa đang nói về tri kỷ tri âm, ông Tài ông quất cho một cái rầm cũng gần lắm, không biết ông đánh ai hết hồn. Em mới nói câu, em nói cái này gọi là lúc em đi làm mướn đó anh ơi. À, coi như gọi là vậy nè, gọi là lúc đó gọi là mình nói vui đó là xét đánh. Mình nói vui là gặp nhau, cái duyên gặp nhau gọi là duyên xét đánh. Ừ. Hai bé gặp bất cười lắm. Ừ. Vui lắm. Nhưng mà em với là Phước gặp nhau năm nào? Tụi em cưới nhau năm nào ta? Không, cái đó là cái nhà trọ. Hai nữa để coi tháng 10. À, 8 năm rưỡi à anh. 8 năm rưỡi hả? À, rồi, anh, chính xác là khoảng 20 tháng 12 nữa là anh gì hả? 20 tháng 12 nữa là dạ. 22 tháng 11 nữa là 9 năm. Lợi mấy cái điểm du lịch chơi nè. Em rồi hai đứa quen có nhiêu? Có 7 tháng à? À quen rồi, cưới luôn. Trời ơi gấp vậy. Dạ. 7 tháng à. Rồi là cưới luôn. Cưới này được gần 9 năm. Gần 9 năm. Dạ. Mây ca cổ mà sao đi. Ủa mình ngồi ghế này phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi đó em dạ, dạ, cười dạ. Đó, em đi đâu là em vác cái giỏ bài hát mà có biết hát đâu. À. Đi đâu cũng vác cái giỏ đi thôi. Ừ, không nhưng mà cũng phải hát một bài. Thì, dạ, bước bên Chợ Lách. Tức là về bên em, bên đây mình dễ đi làm được hơn. À. Bên Chợ Lách thì... Ủa đi là nhà mình trong đây luôn hả? Dạ, nhà mình.
Mẹ qua đây uống nước chị ấy làm. Bà xã xinh gái quá. À. Em có điện thoại rồi. Em có coi mà em biết mà đúng không? Biết dạ. Biết chiều gì. Đi em gọi lại cho anh. Rồi. Vừa bến tre là số 1 nha. Dạ. Nha. Rồi. Rồi ngon chưa? Dạ, dạ. Quá ngon. Đầu nhỏ chị lên. Rồi Miri gọi nè. Đó. Đó, Miri gọi. Rồi đây Miri, anh sờ liền. Ừ, hay quá, tôi chưa kịp kết thúc dạ, anh. Ôi, em chỉ đường sao mà anh đi tìm không ra nè. Dạ, không ra hả anh? Ừ, đang ngồi văn phòng nè. Ừ. Không ra. Đây nè. Dạ, được không ra. Anh quay lại cho em nhìn hình của em gái vậy. Đây, cho nhìn hình em gái nè. Dạ, chào anh. Chào anh. Chào anh. Chào em. Dạ. Hài lắm. Ủa sao anh nhìn anh Điền anh để sao mà anh nhìn không ra em không thấy gì đâu hả? Dạ. Sao nó tối thui hả? Ừ, cho thấy em da đen quá vậy. Nói chừng nào kìa, chừng nào anh em mình gặp ta. Anh nói chừng nào cho anh em mình gặp kìa. Sắp rồi anh. Ừ rồi vậy sắp đi. Rồi, sắp rồi. Nghe nói sắp mừng gần chết. Sắp gặp rồi. Đang trên công ty hả Mary? Dạ em đang trên công ty. Dạ đây. Đây là Miri, trưởng ban chăn dắt. Trưởng ban chăn dắt tài năng sâu diễn cuộc đời. Dạ nói giỡn vui nha. Rồi mấy thánh vô chửi tôi nữa. Chị Tìm Thơm là mấy anh chị ở Bến Tre hả? Dạ không, anh ở trên thành phố. À dạ. Nè gặp ảnh rồi nè. Dạ. Ừ. Để thì nãy anh nói em rồi đó, em cũng anh tính chào em mà anh không có nhìn thấy em được nè, bực bội. Dạ. Hình như mắt anh này bị mờ em ơi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Hài dễ sợ luôn, hài siêu hài. Mấy anh em kiếm thị hình như 10 người thì tiếu hết chín. À, đúng rồi. Rồi tất cả đều anh Điền cũng à, vậy hay, cho nó vui, vui anh. Đúng rồi, đúng. Vậy cho nó vui chứ còn tại gặp anh thay tôi bị mù tôi khổ quá anh uổng. Thời gian nó uổng vô lắm không? Gặp ai mình cũng vui vậy đi cho nó khỏe. Rồi hôm nay xui quá Mary không được không được đi rồi bữa sau nha. Rồi vài bữa mình chuẩn bị khai trương cửa hàng Food Mart ở dưới Bến Tre rồi xong mình qua mình thăm ảnh lần nữa. Dạ. Được chưa? Rồi hôm nay anh ngồi chơi với ảnh chút xíu rồi giao lưu ảnh đi xíu rồi về anh quay lên anh up lên này cho coi. Dạ. Rồi. Rồi em chào. Ừ, chào em, hẹn gặp. Hẹn gặp nhau. Dạ. Hẹn gặp lại Sài Gòn. Ừ, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Bến Tre chứ quên lộn. Dạ rồi. Rồi hy vọng xuyên cuộc đời sẽ làm một tập tại Bến Tre nha bà con cô bác. Nha. Dạ rồi. Rồi chào Miri. Ok, Miri đi ăn cơm đi Miri. Ủa mới 10 giờ rưỡi à? Rồi ok. Em nói mấy anh chị nghe, mấy anh chị mà không có gấp á, ừ. Thì đây đó, đây là bến đổ hết đó, thấy không? Nguyên một hàng vậy đó, cái đầu cái mình ngồi xong cái mình vui chơi hay là cái gì đó, cái mình vậy nào hồi đó em làm, em mơ ước em làm cái này là để gì? Ừ. Mấy anh em tài tử kéo nhau về ca hát vui chơi xong rồi cái nếu mà người ở Sài Gòn hay là ở đâu đó thì người ta nghỉ ngơi xong chiều người ta về. Có điều là tại cái đường vô đây thì nó không xe được, nó không vô được cho nên nó uổng cái đó. Không sao đâu, hy vọng là anh làm xong cái show diễn cuộc đời cho em cái bà con tới đông hơn. Đó, xong cái em tổ chức trời cây nhà lá vườn ăn uống nhẹ nhẹ ở đây hết sảy. Đó anh thấy cái sân khấu á. Là tụi em cũng suy nghĩ nha, nghĩ làm sao để có một cái nói chung là cái thiết kế này là bà xã em. Ừ. Tự nhiên trong đầu bà xã em là tự nhiên suy nghĩ làm này làm kia làm nọ rồi bắt đầu cái là nói với thợ cái người ta làm vậy đó. Nhưng mà ngồi đây mát ha. Thoải mái. Vô sân vườn ngồi dễ chứ. Ở đây Sài Gòn mấy người mà mấy cô chú mà ở Sài Gòn gì khoái lắm. Em nói thoải mái đi. Cái hỏi bây giờ nhưng giờ đây phải có phải đăng ký một cái tour du lịch nó không? Cái liên lạc thẳng với em vô rồi mình có gì ăn nấy, có dừa uống dừa, có trà uống trà, có cháo gà ăn cháo gà, có cơm kho. Ồ vui. Không, nói chung là em phải biết cái chương trình. Em thấy nhìn nó được ha. Ok ha. Nói chung em thấy cái chương trình đó em thấy em nể thiệt á. Nể gì? À. Hay quá, có nhiều người ta hay quá hay.
khán giả cũng rất nhiều người đã yêu cầu Phước đó, nhưng mà đúng là cái duyên đúng không? Từ từ anh ơi, nó chứ cái gì cũng vậy, nó tới có duyên là cái duyên nó mới tới. Còn ví dụ còn tới sớm hay muộn thôi, nếu mà không có tới, không gặp nhau tức là không có cái duyên. Chưa đủ duyên. Còn phải gặp coi chừng ước. Không sao đâu. Nước đi xíu à. Trà này. Em không sợ ướt, bạn không sợ ướt cái mi. Sợ ướt thiết bị, sợ ướt cái mic nè. Em không có sợ ướt cái gì hết trơn á. Hôm nay là anh đi ít mấy bữa mai mốt mà là tới làm chương trình là đi đông lắm. Xuống quay rất là chỉnh chu, hôm nay anh đi tranh thủ thôi ghé thăm em. Tại vì cũng thấy có lỗi á. Không có gì lỗi hết trơn. Miri nói dạ em có hẹn anh hôm qua, nói Miri. Miri ơi, anh đi Bến Tre chắc buổi sáng trước khi anh về Sài Gòn anh còn thời gian, anh cho anh tranh thủ anh ghé qua anh Phước được không? Rồi xong hỏi anh Phước có biết anh O đang làm chương trình Suy Diễn Cuộc Đời không? Nói dạ anh biết, mình có hẹn rồi mà bữa cuối cùng là cái tập vừa rồi là mình ưu tiên cho anh Thanh với bé Tiên. Chứ không là Phước là kết thúc mùa 1 đó. Không sao đâu anh. Ôi, nhiều khi mình không kết thúc mà mình làm cái đầu nó cũng được lắm ạ. Vui. Không, chủ yếu là vậy nè. Em chủ yếu là thích gặp gỡ mấy cô chú anh chị. Gặp gỡ nhiều người đặng mình mở rộng cái tầm gì trời. Không phải tầm nhìn, mình đâu có nhìn đâu. Mình học hỏi. Mình mở rộng cái tầm gì? Tầm nhìn. Mở rộng cái tầm nhìn. Mà tầm nhìn. Bởi vì đã không, nói có một cái có 4 cái câu thơ rất là hay. Rồi em nói đi. Em không còn đôi mắt, không? Nhưng em nhìn bằng tim. Cuộc đời đầy ánh sáng ngập tràn tâm hồn em. Cái câu thơ này là câu thơ của một người bạn khiếm thị mà ở tuốt ở miền ngoài á. Mà hồi lúc năm 1997 em có dịp đi Quảng Trị trong cái cuộc thi người khuyết tật toàn quốc á, là lại nghe được câu này. Câu này từ không biết từ một cái bài thơ của một người khiếm thị nào đó rồi phổ ra thành bài hát luôn. Nhưng mà em thấy 4 câu thơ này hay quá cho nên ráng cố gắng nhớ. Em có xíu về em có sáng tác mà được bài nào không? Có sáng tác không? Em sáng tác được 3 câu giọng cổ chứ. Ồ vậy hả? Ba câu mà cái giọng cổ người ta sáng tác là người ta có một cái chủ đề. Còn em sáng tác cái kiểu mà gọi là lan man. Cái kiểu là nó không có chứ dính cái chỗ nào hết trơn á. Có nghĩa là mình giống như cái người mình lâu lâu mình có để cho cái tâm hồn mình ấy quên xin lỗi. Không sao. Lâu lâu mình để cho cái tâm hồn mình nó tản mạn một chút. Tức là khoảng 17 năm trước á. Khoảng 17-18 năm trước thì cái lúc mà em chuẩn bị học cấp 3 đó. Tại vì lúc đó là trường của em nó chỉ có học từ cấp 1 tới cấp 2 là hết phổ thông rồi. Sau đó lại có một cái chương trình bổ túc văn hóa. Cho nên là em nói thôi mình chơi hoài cũng vậy. Nhưng mà tự nhiên cái đang ngưng lại chơi 1 năm, cái tự nhiên giờ học cũng ngán. Nhưng mà thôi 3 năm có là bao. Học 9 năm được mà. 3 năm... một giỏi hai dở thôi à. Chứ không có khá chắc chắn, mà giỏi chắc không giỏi rồi, mình là cái dạng dở mà hên cuối cùng trung bình cũng được chứ. Thiệt trung bình thiệt, nhưng mà cái lần là chuẩn bị, mà cái ngày chuẩn bị mà học lớp 10 đó, thì tự nhiên cái bữa đó đang ngồi buồn tự nhiên cái cúp điện thì trong phòng thì lúc đó cũng vắng lắm. Rồi cái buồn quá không biết làm gì ra ngoài mà ngồi mưa gió rã rít cái tự nhiên cái suy nghĩ làm được 2 câu vọng cổ. Hai câu vọng cổ sau đó cách 17 năm sau cái mình muốn hát 2 câu vọng cổ mà không lẽ mình sáng tác có 2 câu. Sao ráng mà suy nghĩ ra được thêm câu số 3 nữa là cái câu 6. Thành ra cái câu là 126. 126. Cái vọng cổ đó gọi là sau này mình gọi là cái bài có tên không? Em có đặt tên cái bài đó là hồi gì? Trước thì mình nói là mình yêu tài tử cải lương thì để tôi yêu tài tử cải lương. Còn sau này thì em mới để là chắc hồi phải coi lại trên cái YouTube á, mà không để thì quên cái tự ơi. Kìa bỏ cười kìa. Chắc ngày nào em cũng cười đó em. Không hài quá mà. Nhưng mà tại vì mình sáng tác rồi mình đại khái giống như là mình gửi tặng cho tri âm á. Nhưng mà tự nhiên cái tựa mà mình nói cho nó gọn tự nhiên nó quên.
Tại mình có quyền sáng tác, mình cũng có quyền quên luôn. Chứ giờ không có quyền cũng không được, tại vì giờ mình quên rồi. Không, nhưng mà Phước là nổi tiếng là vừa ca hay nè, đàn hay nữa nè, đàn giỏi nè. Cái đó thì là mà còn là gì? Là mấy anh với lại khán giả khen thôi, chứ còn thiệt ra thì nó cũng, nếu mà anh đi câu lại hết mấy anh mấy chú mấy bạn thì đây cũng là một cái hạt bụi trong hạt cát thôi. Nó nhỏ hơn cát nữa. Hạt bụi trong hạt cát. Ờ. Hay lắm nha, nói chuyện khéo lắm á. Khiêm tốn, rất là khiêm tốn. Thiệt tình luôn chứ không khiêm tốn gì, nhưng mà thiệt sự nó vậy chứ, để đi vô em nói anh nghe, mà giờ nói giờ khen mình hay quá, cái tự nhiên cái vô cái mình bị sự cố gì kỳ lắm. Khó ăn khó nói lắm. Cho nên mình phải phòng bị mình trước. Nhưng mà hồi đó em nói anh nghe nè. Có nhiều người hỏi em á, sao mà vừa đờn vừa ca. Ừ. Thì cái năm mà lúc thời điểm mà khoảng năm 93, 94, 95 rồi trở về trước á, thì anh đi mấy cái chỗ bến Bắc đồ này kia. Thì anh thấy là có những cái người mà người ta ăn xin á. Ăn xin rồi người ta ôm cái đàn mà ôm cái đờn mà người ta đờn, nó vừa đờn vừa ca mà hay quá, có một em bé dắt đi nữa. Thì hầu như bến Bắc nào cũng có một, ít nhất là một người ăn xin. Thường là hai, một già một trẻ hoặc là cặp vợ chồng hay gì đó. Cái lúc đó em thì là em đi qua bến Bắc Hàm Luông thường lắm mà. Đi vô trường thì là đi ngang bến Bắc Hàm Luông. Thì cũng gặp như vậy, cái lúc đó em cũng đang học đờn, khoảng năm 95 em đang học đờn. Nói giờ mình học đờn mà bây giờ học từ khoảng 30 mấy đứa mà học viết còn có 4 người học hả? Em học đờn từ năm 95 luôn hả? Em bắt đầu học đờn từ giữa năm 95. Lúc đó là em mới mười mấy rồi đúng không? 13, à đúng rồi, tuổi dạ, dạ mới 13, 14 tuổi thôi. Ồ. Lúc đó em học đờn là có một ông thầy đờn, nhà trường cũng tạo điều kiện cho ai học đờn cổ, ca cổ thì nhà trường cũng tạo điều kiện thì em cũng học đờn. Học đờn thì vô nhà trường lúc thời điểm học là nguyên một nhóm thôi, gần cặp 30-40 đứa vô học rồi đó. Mình dùng từ đứa cho nó mộc mạc chút xíu nghe, mình nói chữ bạn thì nghe nó xáo quá. Mấy đứa tụi em vô cái ông thầy cũng nói bây giờ sao mà nói nhà trường mua như đờn, cái em mà nói thôi được rồi thầy, một hai cây thôi, hỏi sao thầy, hỏi thầy hỏi sao nữa, coi vậy chứ rốt cuộc giỏi chừng còn được khoảng chục người học à thầy ơi. Mình nói trước vậy luôn nghe, tại mình biết tụi nó vô học là cũng tò mò thôi, mà thiệt rốt cuộc rồi là chỉ còn có 4 người thôi, còn 4 người. Chỉ còn có 4 đứa thôi, mà dùng từ 4 đứa không được, tại trong đó có một cái anh cũng lớn tuổi quá. Kêu đầu cái vô học được 3 tháng là coi như hết 6 câu. 6 câu là dây lai đó, dây kép á đó. Thì cái lúc đó mới nói giờ làm sao để mình vừa đờn vừa ca, chứ giờ mình ngồi mình ca mình năn nỉ cái người đờn hoài, mấy người kia nó nói giờ nó lo nó học không cũng làm biến. Được rồi, giờ gắng cố gắng, mấy ông mà ăn xin người ta đờn ca cũng được thì mình cũng ráng tập. Lúc đầu mình tập á thì là chữ ca sao chữ đờn nó y như vậy, không cách nào mà phân ra làm hai con người được hết á. Thì mình ráng cố gắng, tại mình nghĩ vậy nè, mình nói học thì sau này mình cũng bôn ba, cũng đi bán vé số hoặc lại đi ăn xin à. Tại lúc đó mình không có định hình cái nghề cụ thể, nhưng mà tại mình khoái học. Mình xác định là mình khoái học, mà nếu bây giờ mình học á mà mình đi về nhà mình thì chẳng khác nào thôi khổ đi học, học xong về nhà không làm gì. Cho nên là xác định là một bán vé số, hai ăn xin, ba là bắt đầu mình kiếm cái gì đó mình làm, ví dụ như nếu mình có nghề dệt chiếu hay là nghề gì đó. Nhưng mà mình khoái cái nghề đờn ca thì chắc chắn là ăn xin với bán vé số rồi. Nói nghe đi. Cười kìa, bà đứng bất cười nữa kìa. Không, tại em giỡn với bà xã em mấy cái vụ đó hoài gì, cho nên bà xã em gặp cười đó. Chị thương. Tôi bán vé số ở chợ cá mà. Hồi đó em đi bán vé số mà. Cho nên là em tự nhiên cái hoàn cảnh của anh Phú Cường hay là hoàn cảnh của anh Thanh Điền thì là em rất là mến. Tại vì anh Thanh Điền anh nói một câu hồi đó trong một cái chương trình thì anh có nói nè, anh nói là anh không có học gì hết trơn á, hay là anh tự tập rồi anh có cái radio anh nghe thì nó cũng
tâm lý chung của những người mà khiếm thị là cái thời điểm mà khoảng từ năm 90 mấy đâu có công nghệ thông tin đâu, đâu có internet, đâu có trời, mỗi lần mà đi học đờn hay là gì là phải chạy đi giáp cái chợ đi mua cái băng băng cassette đó rồi để mà học thôi. Ôi tao nói lúc đó nó gian nan lắm. Còn mà kiếm được mấy ông thầy đờn là phải bao xe ông đó ôm tao nói đi, mà mấy ông thầy mà gọi là chân nhân bất lộ tướng, mấy ông ở tuốt ở trong vườn á, dụng từ mình nói là trong bụi, trong lùm, trong hốc, trong hẻm vậy chứ không ngoài không có. Còn mà những cái người mà gọi là mà dạy cho cấp trung tâm văn hóa đồ hay là dạy gì thì họ rất là ngại dạy người khiếm thị. Đúng rồi. Cho nên hình thử ra họ cũng rất là khéo, họ nói là thôi giờ con gắng cố gắng đi chứ giờ thầy cũng không biết làm sao để thầy dạy. Đúng rồi. Em mới nói câu dạ con cảm ơn thầy, thôi bây giờ thầy khỏi cần dạy bằng cái cách cầm tay mà thầy có cái gì thầy chỉ tụi con, mình nói để khéo cho cái người thầy đó người ta không ngại. Thầy có một cái lời khuyên nào đó thôi, ăn cho con có cái động lực con kiếm đường con học. Cái ông nói thôi giờ con đờn được cái vậy rồi thì con cố gắng đi. Rồi con nghe băng thêm rồi con đờn. Đó vậy thôi. Thì mình từ cái đó bắt đầu mình nghe băng rồi mình đờn, mình học có một dây à là dây lai thôi. Là sau đó là mình mò ra mình đờn dây tứ nguyệt. Mò ra đờn dây tứ nguyệt cũng mất hết khoảng mấy năm. Rồi mò ra đờn dây xề cũng mất khoảng mấy năm. Cho nên bây giờ cuối cùng thì đờn được. Ca được. Nghe được. cái bây giờ nhưng mà nó... lúc mà em bắt đầu em ca là năm mấy nhớ không, đâu nhớ em ca là hồi lúc, nhỏ lúc ca lắm được không có em ca được là hồi nhỏ vậy lắm em bị hồi đó vậy nè hồi là biết đã biết ca trước đó rồi em bị khiếm thị á là bẩm sinh. Lúc sinh ra là bị nhưng mà lúc mà xác định mình không được bình thường á là khoảng chừng năm sáu tuổi gì đó tự nhiên nó thấy cái gì mà mấy anh em sao chạy nhảy đùng mà mình chạy là mình đụng cái mình thấy là không bình thường rồi. Còn mấy anh em thì lại đi học mà mình cũng không được đi học luôn, là mình thấy mình không được bình thường rồi. Lúc đó mình thui thủi mình chơi mình thôi. Nhưng mà hãy mấy anh em chơi cái gì là cũng phải quyết lòng chơi bằng được cái đó, ví dụ dọc sình hay là ống thụt rồi hay gì cũng chơi đó á. Thì ở nhà có cái máy radio, lúc đó ông nội cũng còn sống, nghe nằm trên tay ông nội vậy nè, trưa nghe radio học bài ca. Cái có mấy người đó giờ mày ráng mày ca đi, biết đâu nữa sau này mày được vô radio, mày lên đài đâu, cái mình nghe mình khoái. Nó mình nói ủa giờ cái radio sao mình vô trỏng được ta đó, mình suy nghĩ nhiều cái lắm, hay lắm. Cái lúc đó là đã đi ca rồi, vô trong xóm ca cổ, ca này kia, đám cưới này, đám giỗ sinh nhật đồ của mấy người đó, cái người ta cho tiền đó. Cái bắt đầu cái từ đó mới mơ ước được học nha. Tại vì nghe đi học vui lắm, cái mỗi lần sinh ba đi học cái má khóc. Là từ đó sao cái mình nghĩ thôi, mình đừng làm cho ba má anh buồn nữa thôi, không sinh nữa. Mà trong lòng cũng nung nấu làm sao để được đi học. Có một lần trời ơi, nghe. Có một lần mấy chị mới rủ đi học. Mấy chị rủ giờ chị dẫn cưng vô trường chơi, mấy cô giáo thương lắm. Cái thiệt vô trường ấy, vô cái cô giáo cô cho ngồi góc chơi vậy đó. Cái cổ dạy cổ chương. Trong cái lúc mà mấy bạn làm bài, mấy chị làm bài á, cái cô dạy cổ chương 2122242364248 vậy đó. Cô dạy cái mình đọc được, cái cổ vuốt cái đầu mình cái khoái. Nhưng mà cũng đâu có học được. Cho tới cái năm 12 tuổi là năm 1993 là được vô trường học. Ui, cha mừng. coi như là hát trước đúng không? Xong rồi sau đó em mới học đờn. Đúng không? Dạ đúng, nhưng mà hồi đó là nó vậy nè, cái cây đờn mandolin. Cái đờn mandolin mà 8 giây. 8 giây mà ông bố ông nói hồi 8 giây khích quá, ông tháo ra mỗi cái ông tháo ra hết giây còn lại 4 giây. Thì bây giờ 8 giây đôi thì nó cũng lên dây y chang vậy, mỗi hai cái dây đôi là lên đồng âm với nhau. Không cần thiết, ông tháo ra mỗi một cái một giây vậy ông tháo. Mandolin tháo 4 giây. Mandolin tháo 4 giây còn 4 giây. Mà đờn ác lắm. Cái cây cần đờn để vậy nè. Đó, để qua mấy tay mặt về để cái đờn nằm dài xuống vậy, cái bấm ngón ngón cái tay móc vậy nè. Sau đó bắt đầu mới đổi ngược trở qua. Chết. Nhưng mà từ lúc nào em hát xong rồi em lại bắt đầu em
em hát giọng giả giọng người này giọng người kia giọng người nọ. Giả giọng là năm tức là mình bắt chước cái giọng mình thích đó đúng không? Ừ. Bắt chước giọng mình thích là sau đó nữa. À. hiện tại giờ em được bao nhiêu em có thể giả giọng được bao nhiêu người? Phải giả giọng này, cái này mình cũng không biết nhưng mà điều chắc cũng được vài người. Ừ. Anh có coi em là giả giọng của Báo Trời Ôn nè. Rồi giống lắm luôn nha. Siêu giống luôn. Thiệt ra thì nó cũng chưa giống lắm. Ừ. Nhưng mà lúc này thời tiết xấu nên người nó hơi yếu thì giả giọng của bác Phương Quang chắc giống hơn. Giống bác Phương Quang. Thời tiết yếu thì giống thời tiết yếu dạ giọng bác Phương Quang giống hơn ông Út Trộn ông. Rồi Phương rồi Quang. Dạ giọng của chú Thanh Tuấn, chú Thanh Tuấn. Cái này giọng nghe rất giống anh Thanh Tuấn. Dạ giọng của chú Chí Tâm. Dạ giọng chú Chí Tâm thì dạng là giọng lưng lửng thôi chứ còn giọng hồi đó của chú giọng bây giờ của chú mình giả nó chỉ dạng lưng lửng, nó vừa giống giọng của cái kiểu vừa giống giọng của chú Trọng Hữu. Rồi giả giọng của chú Tấn Tài nó cũng chút thôi, nó dạng là gọi là cái e cho nó ấy thôi chứ cũng giống. Nhạc thì giả giọng của thầy Duy Khánh. Nhạc luôn hả? Em hát nhạc luôn hả? Em là cái dạng là gọi là điếc không sợ súng à. Hát là hên xui, hãy nói đúng thôi, còn hãy nói đúng thì nó trật thôi à, nó chỉ nằm trong hai cái đó thôi à. Nay gặp mấy anh chị vui quá nên pha pha chút cho vui thôi nha. Nếu có gì nhớ giật dây nha. Đâu có gì đâu, vui mà trời. Nói chuyện tự nhiên vậy khán giả mới thích. Thôi để lấy cái đờn cho em nha. Làm nhẹ nhẹ ha. Rồi. Làm nhá nhá, hình như xí cho vui ha. Dạ.